Đây là các chú bảo vệ nha các bạn nhé. Nhà nào mà muốn thả một bộ, một trống, hai mái, thứ nhất là nó đẻ vào mùa đông, năm đẻ khoảng 30-40 quả, cải thiện. Hay là cái chức năng của con ngỗng này nó có tác dụng trong nhà rất tốt. Nếu các bạn có trang trại, các bạn nên thả một bộ, có thể là một trống một mái, hoặc là một trống ba mái, hay là một trống hai mái. Giống ngỗng này không bao giờ ngủ đâu, nó rất thính, có thể là chó thì ngủ nhưng ngỗng không ngủ. Ngỗng này thì nó rất là thính, và nó sẽ khua khoắng để cho chó thức dậy. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thịt hoặc là tạo những chú bảo vệ thì có thể alo. Đây là nhà ông em cứ gột từng đàn một như này. Ngỗng này thì nó cũng dễ vận chuyển thôi, đóng vào thùng hộp thùng có thể ship toàn quốc trong khu vực miền miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, miền Trung là được, miền Nam hơi xa. Đó. Anh em nào gần khu vực Mỹ Đình có thể vận chuyển được, vẫn ship được nhá. Cái này ship đơn giản thôi mà, như con gà chọi. Như trên kênh này thì thỉnh thoảng có những cái khoảnh khắc clip hay dân dã, những cái những con động vật đáng yêu trong cuộc sống thì sẽ đăng. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới nhất ở vùng thôn quê tại Ba Vì. Kênh chim cô gái hay, xin chào các bạn.